Xin chào tất cả các bác và các anh em. Buổi sáng nay thì em tập trung vào làm chiếc vang số CISO 1080M cho một chú em làm dịch vụ ở Thanh Hóa. Thì chú em này là đang làm dịch vụ ở Thanh Hóa. Và chú này đang sử dụng loa Azay và có bản mixer. Và cũng đề nghị làm chế độ FX rời. Thì trong cái quá trình mà căn chỉnh vang số ấy, thì em thấy một điều như này. Có rất nhiều các anh em là người dùng cũng như là anh em thợ ấy, thì cứ loay hoay vào cái vấn đề chống hú. Một cái vấn đề khi mà làm vang số và ghép với một cái hệ thống karaoke ấy, thì nó phải có một cái phương châm như thế này. Đầu tiên chúng ta phải làm FX hay đã. Còn nếu như FX không hay mà nó không hú ấy, thì cũng chẳng hay. Thế còn khi mà FX đã hay rồi ấy, thì chúng ta sẽ rất là dễ. Trong vấn đề mà làm chống hú ấy, thì có thể làm trên vang số, có thể là chạy qua một cái bản mixer, hoặc có thể là qua một cái gọi là equalizer, hoặc là có thể là qua một cái nâng tiếng. Nhưng cái mấu chốt là cái effect, mấu chốt là cái effect phải hay đã. Chứ nhiều khi như vậy là effect làm chẳng ra gì, như vậy là mic thì ông ổng ra, có thể là nó không rú rít. Thế nhưng mà hát nó ngang phè, nó chẳng ra một cái gì cả. Effect thì lệch lạc, âm sắc thì không hợp lý, chất effect nó không tự nhiên, tình cảm thì hát cảm thấy là nó rời rạc và nó nhạt nhẽo. Thế thì một cái mấu chốt là chúng ta phải là làm effect trước cái đã, làm effect thật hay đã, rồi chúng ta sẽ xử lý về cái vấn đề rú rít. Thì chú này là làm dịch vụ và đang sử dụng cái dàn Azay. Thì đối với dàn Azay ấy thì là cái chất âm thì nó sáng rồi, nó dễ gây rú rít rồi. Thì khi làm với chú này thì cũng phải nghiên cứu rất là kỹ khi mà sử dụng cho tính chất dịch vụ, bởi vì là dịch vụ thì phục vụ bà con ca hát và với âm lượng lớn, và loa thì loa lại sáng tiếng, loa Azay sáng tiếng và dễ gây rú rít. Thế rồi nhiều loa, rồi thiết bị có khi là nó cũng chưa đồng bộ. Thì chú này có đặt một chiếc vang số CISO 1080M. Thì chú này có yêu cầu làm cả FX rời, thì vẫn làm cái chế độ FX rời chú này. Thế nhưng mà một cái vấn đề là sẽ tập trung cho chú này ở cái đường mic số 2. Tập trung cho chú này ở đường mic số 2 để mà xử lý cái vấn đề rú rít. Thì các bác thấy rằng là mặc dù là cái giải cao giảm rất nhiều như thế này, các bác sẽ thấy được một cái tần số là 3007 này, tần số 3007 và đặt về chế độ HS này, và giảm là âm 3 decibel. Thì bây giờ sẽ thử luôn ở trên loa Azay này. Thế cho nên là một cái phương châm mà em làm ấy, thì em vẫn làm effect trước, làm effect thật hay trước đã. Thế còn sau khi mà effect làm đã hay rồi ấy, thì các anh em có thể là cho chạy qua một cái bản mixer. Đối với chú em ở Thanh Hóa này đang làm dịch vụ có bản mixer, thì như vậy mic cắm thẳng vào vang và lấy cổng RL đưa thẳng lên hai line trên bản mixer và căn chỉnh thêm cái phần âm sắc trên bản mixer. Nhạc cắm vào vang để lấy súp ở trên vang, hoặc có thể là nếu có cốt thì như vậy là nhạc cắm vào trên bản mixer cũng được. Mic cắm vào vang để xử lý rú rít, mic cắm vào vang để xử lý rú rít và đưa lên hai line trên bản mixer, lấy cổng main chẳng hạn, lấy cổng main. Bởi vì em cũng phải chia sẻ, bởi vì bản thân các anh em là người sử dụng, các anh em phải hiểu được là cái bản chất của cái âm sắc cũng như là về vấn đề mà đấu phối ghép. Đối với người làm thì đã có sự chủ định trong vấn đề làm rồi, thế còn các anh em là người sử dụng thì các anh em cũng phải nắm bắt được là cái mục đích người làm, cũng như là trong vấn đề mà đấu phối ghép các anh em phải có một sự tùy biến nữa thì nó sẽ tốt hơn. Và em chia sẻ luôn như thế này, đối với các anh em làm dịch vụ ấy, thì các anh em hết sức lưu ý như thế này. Đây là cái đầu ra ở cổng main ở trên chiếc vang số CISO 1080M. Các bác thấy rằng là những cái con số ở đầu ra này á, là thay đổi có 1-2% thôi. Giả dụ như là cái mic này là 98 là đẹp này, cái gì vợt vẽ cho này ấy, là một cái sự pha trộn do cái thẩm âm của người làm đưa ra một cái tỷ lệ là 3298, music là 100. Và trên cái dòng CISO 1080M ấy, thì nó có một cái mục là SRS 3D. Thì cái mục này ấy, là nó bổ trợ cho phần âm sắc rất là tốt nhé. Thì trên cổng bên như thế này ấy, là bản thân em làm trên vang số là đã như vậy là có một cái sự chủ định trong cái vấn đề tỷ lệ cho dì vợt. Cho nên là nhiều các anh em cũng có đề nghị làm cái FX rời. Thế nhưng khi các anh em đưa lên bản mixer
các cái bàn mixer mà có thể là xoay như thế này, có thể là xoay như cái bàn mixer này, hoặc có thể là đẩy như cái bàn mixer này, có thể là đẩy lên. Thế thì khi mà đẩy lên ấy thì cái tỷ lệ này nó sẽ thay đổi này, cái tỷ lệ này nó sẽ thay đổi. Cho nên các anh em mà khi mà ghép vang số với bàn mixer ấy, phải hết sức lưu ý về cái tỷ lệ này. Rất nhiều các anh em là đề nghị em làm, nhưng bản thân các anh em ấy là khi mà đẩy cái fader ở trên bàn mixer này lên thì nó khác nhau về cái tỷ lệ như thế này. Và cái tỷ lệ này ấy là căn là cũng phải chính xác đấy, không phải không đâu. Để mà có một chiếc âm nó nhuần nhuyễn ấy thì không phải là cái việc mà thích gì vợt tăng gì vợt, mà thích cho tăng cho nó. Mà đây nó là một cái vấn đề thẩm âm đưa ra một tỷ lệ như thế này. Thế còn cái cổng rea này, cái cổng rea này là làm chỗ này là hiệu nghe cho này, cổng canter là gì vợt. Thì hai cái cổng này ấy sẽ đưa lên bàn mixer là theo cái ý của chúng này. Thế còn bây giờ như vậy là cái cổng súp văn ra súp này, cổng tốp. Cổng tốp thì sẽ là như vậy là làm ở chỗ này chỉ lấy mũi nhạc không thôi. Chỉ lấy mũi nhạc không thôi. Thế nhưng mà em lại xoay quanh về vấn đề chống hú đi đã. Vấn đề mà làm effect và chống hú. Khi làm effect không hay thì nó không hú cũng không hay. Thế còn khi làm effect hay rồi ấy thì như vậy là có tăng hay giảm nhiều giải quay dơ thì nó ít ảnh hưởng. Thì đây là cái chế độ số 1 và đang ghép trên bàn mixer này. Đang ghép cái loa dây này. Đang ghép cái loa dây nhá, các bác sẽ nghe được chất âm này. Thế còn vấn đề chống rú rít ấy mà thì các anh em có thể là đưa bàn mixer giảm cái chung cái check đi, hoặc là đưa lên chạy qua một cái quay dơ rồi giảm cái chung check đi là đỡ rú rít. Thì trong cái quá trình mà căn chỉnh ấy thì em cảm nhận rất là nhiều vấn đề trong cái vấn đề mà vận hành. Nhiều khi là các anh em kêu là rú rít, effect rất hay rồi nhưng mà lại rú rít. Thế thì bây giờ các anh em có thể là đưa lên một cái bản sơ hoặc là chạy qua một cái equalizer và giảm cái chung cái check xuống rồi thử mic thì sẽ đạt hiệu quả cao. Thế còn đây là cái chế độ số 1 và đang kết nối loa dây này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6. Đây là đang kết nối với lại cổng B nhé, mic B nhé. Các bác thấy rằng là hiện giờ là đang kết nối với lại mic B. Đang kết nối B bởi vì mục đích làm chỗ này ấy là cái đường mic B này. Đường mic B này là sẽ hạn chế về rú rít nhé. Mặc dù là giảm rất nhiều cái giải cao, nhưng các bác thấy rằng là một cái chất âm cũng dễ nghe chứ không phải là không. Thì bây giờ là tôi cứ để 40 này, 40 nhé. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6. Và bây giờ sẽ thử cho các bác anh em như này. Đây là effect đổ vào. Bây giờ nhé, giải equalizer để nguyên. Và bây giờ thử thay đổi về cái effect đi. Bây giờ là thay đổi này, 32 này lên 40 này. 1 2 6 9 1 2 6 1 2 6 9 1 2 6 9. Rõ ràng là khi chúng ta thay đổi cái effect này thì nó ảnh hưởng nhiều hơn nhá. Thế còn bây giờ để là 32 này, để 32 này. Và bây giờ sẽ thay đổi về cái giải quay dơ này. Bây giờ sẽ thay đổi giải quay dơ. Giảm nữa đi. Giảm đi đây, các bác nhìn này, giảm âm 4 này, âm 6 xem nào. Giảm xuống nữa nhá, giảm xuống nữa này. Giảm xuống âm 6 là giảm rất nhiều đây này, giảm rất nhiều. 1 2 1 2 1 2. Rõ ràng rằng khi chúng ta giảm cái tần số 3700 và giảm đến âm 6 nhá, nếu như bình thường này thì để cỡ khoảng độ âm 2 chẳng hạn nhá. Để âm 2 này, ở chế độ này là giảm âm 2 ở cái tần số 3600 này. 3700 này. Tần số 3700 này, giảm âm 2 này là chất âm là nó đẹp nhá. 1 2 1 2 1 2. Kể cả chúng ta giảm đến 6. Đây, các bác sẽ thấy âm 6 này. Đây các bác nhìn này. Giảm đi âm 6 này, chất mic vẫn đẹp nhá. 1 2 1 2 1 2. Thế còn nếu như bây giờ mà chúng ta thử thay đổi lại echo đi, lúc nãy đã thay đổi gì vợt, bây giờ thử thay đổi echo đi. Để cho các bác anh em thấy được rằng là cái vấn đề effect nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Đây là cái vị trí mà như ban đầu. Đây, gọi nó ra này. Gọi cái 1 ra này. Gọi 1 ra nhé. Gọi 1 ra. Thế thì bây giờ đây là một cái cấu hình mà theo sự chủ định người làm này. Và cái giải của Ezer là ở cái tần số 3700 này là giảm đi là
âm 3 decibel nhá. Đây là âm 3 decibel này. 1 2 1 2. Thế thì bây giờ mới thử nhá. Lúc nãy thì chúng ta vừa mới thay đổi về cái gì vợt. Thế bây giờ thử thay đổi về e cho xem sao nhá. Đây là độ lớn của e cho này. 77 này, bây giờ lên 82 này, 84 này. 1 2 6 9 1 2 6 1 2 6 1 2 6. Rõ ràng là không đẹp rồi, 77 là đẹp nhá. 1 2 1 2. Âm sắc nó rõ ràng hơn, nó mềm mại hơn nhá. Hoặc là cái delay thai này chẳng hạn nhá, tăng lên này. Tăng lên là 222 này. 1 2 6 1 2 6. Thế cho nên rằng là em muốn gửi tới các anh em ấy là cái vấn đề mà về cái phương pháp làm. Trước khi chúng ta xử lý rút ấy thì chúng ta phải làm cái effect hay đã. Đây chế độ số 2 này. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Đấy chế độ số 2 nhé. Chế độ số 3 này. Một, 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 hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, bốn, bảy, mười, hai, ba, năm, sáu, một, hai, sáu. Chế độ thứ tư này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, bốn, bảy, mười, hai, ba, năm, sáu, một, hai, sáu. Thế còn khi FX làm hay rồi ấy, thì các anh em có thể đưa lên bài mixer này. Hoặc là cho chạy qua equalizer hoặc nâng tiếng, có lẽ rằng là vẫn đẹp. Bởi vừa rồi thì em có ví dụ với cho các bác anh em về cái vấn đề mà thay đổi âm sắc và thay đổi về cái effect. Thay đổi âm sắc là chúng ta sẽ thay đổi về cái tần số này, về biên độ này, thay đổi về biên độ. Mặc dù chúng ta giảm rất sâu nhưng chất âm nó vẫn còn dễ nghe. Thế còn khi chúng ta thay đổi về effect ấy thì nó khác hoàn toàn. Đây thử một cái chế độ số 3 nhé, các bác sẽ thấy như này. Cho mic to lên nhá để các anh em có thể nghe này. Bây giờ cái mic này đang để 40 nhé, bây giờ cho lên 60 đi. 60 nhé, để cho các anh em cảm nhận được. Đây là một chế độ số 3, là chế độ nhiều effect hơn nhé. Và cái equalizer ở cái giải cao là giảm nhé. Và đang đấu mic B này. 1 1 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6. Thì cho dù effect tốt rồi, chúng ta bây giờ cái tần ở cái vị trí 3.7 nhá, là giảm âm 2, bây giờ xuống hẳn âm 6 này. Các bác sẽ nhìn này, giảm rất sâu nhá. Như thế này thì nó hạn chế rút rít rất nhiều. 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Thế thì bây giờ lại gọi cái trình số 3 ra và thay đổi effect xem như nào nhá. Và cũng để cái mic này lên 60 này. Lên 60 và thay đổi về effect nhá. Giả dụ như cái gì vợt này, nhiều các bác anh em lại cứ thích là tăng gì vợt này, giảm e cho này, các bác thử nghe lại cái chất âm nhá. 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4 7 7 2 3 5 6 1 2 6 9 9 9. Thì rõ ràng rằng cái sự ảnh hưởng của effect nó sẽ nhiều hơn sự ảnh hưởng của âm sắc. Cho nên đây là một cái mà em muốn chia sẻ với các bác anh em để các bác anh em có thể nắm bắt được ở trong cái quá trình mà vận hành. Khi mà nó xảy ra cái hiện tượng mà rú rít.